Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trước đồn đoán nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang phải điều trị, quan chức Hàn Quốc nói gì? Trang NK đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang được tiếp nhận điều trị sau khi trải qua tiến trình khám tim mạch. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán về sức khỏe của nhà lãnh đạo này thì ông vắng mặt tại buổi lễ mừng sinh nhật của cố chủ tịch Kim Jong-un và diễn ra hôm ngày 15 tháng 4 vừa qua. NK được điều hành bởi những người đào tẩu Triều Tiên, viện dẫn các nguồn giấu tên ở Triều Tiên cho biết ông Kim Jong-un đang nghỉ ngơi và bình phục tại một bệnh viện biệt thự ở khu nghỉ dưỡng núi Cùm Gang thuộc huyện Heng San bên bờ biển miền Đông sau khi tiến hành khám tim mạch vào ngày 12 tháng 4 trong bệnh viện ở đây. Hiện Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan chuyên giải quyết các vấn đề liên triều và đã từ chối bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, kênh truyền hình NCC dẫn nguồn tin thạo tin cho hay Mỹ đang theo dõi thông tin tình báo nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang trong tình trạng nguy kịch sau khi phẫu thuật. Tuy nhiên, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc khẳng định hiện không có dấu hiệu gì bất thường ở Triều Tiên liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong-un, đồng thời nhấn mạnh ông Kim vẫn tiếp tục xuất hiện trước công chúng cho tới. Các quan chức Hàn Quốc và Trung Quốc ngày 22 tháng 4 bày tỏ sự nghi ngờ về thông tin cho rằng lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un bị bệnh nặng và đang nguy kịch sau ca phẫu thuật tim. Vào ngày hôm qua 21 tháng 4, Daily NK, website chuyên về Triều Tiên có trụ sở ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, dẫn một nguồn tin giấu tên ở Triều Tiên cho rằng lãnh đạo Kim Jong-un đã phải trải qua ca phẫu thuật tim ngày 12 tháng 4. Lãnh đạo Triều Tiên được cho là khoảng 36 tuổi và có rất nhiều thông tin trái chiều về việc ông này bị bệnh. Đài CNN thì dẫn thông tin một quan chức Mỹ tiết lộ chính phủ đang theo dõi thông tin tình báo cho rằng ông Kim Jong-un đang trong tình trạng nguy kịch sau ca mổ tim. Hãng tin Bloomberg dẫn lời một cơ quan chính phủ Mỹ giấu tên khác cho biết rằng Nhà Trắng đã được thông báo về tình hình sức khỏe của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trở nên tồi tệ hơn sau cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, hai quan chức chính phủ Hàn Quốc đã bác bỏ thông tin từ CNN, nhưng không nói rõ liệu ông Kim Jong-un có trải qua ca phẫu thuật hay không. Trong một thông báo, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết không có dấu hiệu bất thường nào từ Triều Tiên, theo Yonhap, một quan chức tại Ban Liên lạc Đối ngoại của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho Reuters biết nguồn tin của ông không tin rằng lãnh đạo Triều Tiên bị bệnh nặng. Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên. Tại buổi họp báo ngày 21 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng cho biết Bắc Kinh nắm được thông tin từ báo đài nước ngoài về vấn đề sức khỏe của ông Kim. Tuy nhiên, người phát ngôn này nói phía Trung Quốc không biết rõ các nguồn tin mà báo đài dẫn lại và cũng không cung cấp thêm thông tin gì. Cùng ngày, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản ông Yoshihide Suga từ chối bình luận về tình hình sức khỏe của ông Kim Jong-un. Chúng tôi thường xuyên thu thập và phân tích thông tin về Triều Tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập và phân tích thông tin liên quan đến Triều Tiên bằng cách hợp tác với các quốc gia khác như Mỹ, ông Suga nói. Theo Daily NK, lãnh đạo Kim Jong-un nhập viện vào ngày 12 tháng 4 và chỉ vài giờ sau đó được phẫu thuật tim. Trang này cho rằng sức khỏe của ông trở nên xấu đi kể từ tháng 8 năm 2019 do hút thuốc lá quá nhiều, béo phì và làm việc quá sức. Lãnh đạo Kim Jong-un đang được điều trị trong một biệt thự tại khu resort núi Zhongzhang, Kiangyang ở phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng, cũng theo Daily NK. Suy đoán từ sự kiện vắng mặt của lãnh đạo. Thông tin suy đoán từ sức khỏe của lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện sau khi ông vắng mặt trong ngày kỷ niệm sinh nhật của ông nội, nhà sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là cố lãnh đạo Kim Il-sung, Kim Nhật Thành, vào ngày 15 tháng 4. Hôm 12 tháng 4, hãng thông tấn Trung ương KCNA đưa tin lãnh đạo Kim đã đến thăm một
căn cứ không quân và quan sát các máy bay quân sự đang bay diễn tập. Hai ngày sau đó, Triều Tiên đã phóng hàng loạt tên lửa hành trình chống hạm tầm ngắn và máy bay tiêm kích Sukhoi phóng tên lửa không đối đất trong một cuộc tập trận. Cũng phóng viên tên lửa cũng với những cuộc phóng tên lửa là một phần trong lễ kỷ niệm ngày sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Il-sung. Nhưng truyền hình nhà nước Triều Tiên không hề đề cập đến sự tham dự của ông Kim Jong-un. Ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011 sau khi cha của ông, cố lãnh đạo Kim Jong-il, từ trần. Trong những năm gần đây, lãnh đạo Kim Jong-un đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao quốc tế, có 3 cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, 4 cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và 5 lần gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Kim là một nhà lãnh đạo đầu Triều Tiên đầu tiên bước qua biên giới Liên Triều sang Hàn Quốc để gặp Tổng thống Moon hồi năm 2018. Về nguyên tắc, hai miền Triều Tiên hiện vẫn còn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến tranh Liên Triều 1950-1953 kết thúc với thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình. Lãnh đạo Kim Jong-un tìm cách để cho các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Triều Tiên được nới lỏng, nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ đến nay vẫn không có bất kỳ tiến triển nào tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và quý khán thính giả, trên đây chúng tôi đã trích dẫn rất nhiều nguồn tin khác nhau nói về tình hình sức khỏe người đứng đầu của nhà nước Triều Tiên Kim Jong-un. Tất cả các nguồn tin trên đều cho biết là khá chính xác. Thì giờ sức khỏe của ông Kim Jong-un ra sao? Nhưng tuyệt nhiên không một nguồn tin nào dám đi quá sâu vào tình trạng sức khỏe thật sự của ông Kim Jong-un. Lý do này thật sự đơn giản và cũng là một điều thật sự nguy hiểm. Nếu một nguồn tin nào đó dám dẫn chứng sự thực về tình hình của Kim Jong-un, vì nguồn tin đều hiểu rằng chỉ một khi phía Triều Tiên và Trung Quốc tiết lộ trước thì các nguồn tin mới dám dẫn nguồn tin theo sau. Nếu nguồn tin nào dám đi trước hai nguồn tin của Triều Tiên và Trung Quốc thì không khác nào công khai tuyên chiến với hai nhà nước cộng sản này. Những nguồn tin đó, những người đưa tin đó sẽ bị tình báo của hai nhà nước này thủ tiêu và triệt khẩu ngay sau khi dám đăng tải nguồn tin thông tin thật về tình hình sức khỏe của Kim Jong-un. Kính thưa quý vị và quý khán thính giả, theo nguồn tin riêng của chúng tôi từ Bình Nhưỡng, Bắc Kinh báo về, ông Kim Jong-un chính thức đã bị lính đặc nhiệm của Trung Quốc hạ độc vào ngày 14 tháng 4 năm 2020, có nghĩa là cách đây đúng một tuần. Nguồn tin này cũng chưa được kiểm chứng chắc chắn lắm, cho nên quý vị và các bạn nếu như xem chương trình này mà cảm thấy thông tin không được chính xác thì đó cũng là một điều phải hết sức thông cảm với chúng tôi. Bởi vì những thông tin này thực ra thì có rất nhiều nguồn dẫn chứng, nhưng thông tin chính xác thì đây chưa phải là một thông tin chính xác. Vì vậy, quý vị và các bạn khi nghe thì cần phải có sự kiểm chứng theo sau. Còn tình hình của ông bị mổ tim và tình hình sức khỏe, đó là thông tin chính thức từ Triều Tiên cũng như của Trung Quốc, của Bắc Kinh đưa ra, thì đó là những nguồn tin đã được kiểm chứng, và cũng như nguồn tin của CNN đưa ra thì đó cũng là một nguồn tin đã được kiểm chứng. Còn những thông tin chúng tôi đưa đây là nguồn tin chưa được kiểm chứng. Vì vậy, quý vị và các bạn hãy cần nghe và kiểm chứng sau. Kim Jong-un và mọi sự cố gắng của chúng tôi vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của quý vị và các bạn về tình hình sức khỏe của Kim Jong-un hiện nay. Chúng tôi rất muốn đợi chờ thêm thời gian để kiểm chứng nguồn tin cũng như muốn biết rõ hơn về sức khỏe của Kim Jong-un hiện nay ra sao. Nhưng mọi thông tin đã bị rò rỉ, nhiều tờ báo đã đưa tin ông Kim Jong-un bị bệnh. Nên chúng tôi đưa ra lời cải huấn và xin tường thuật lại câu chuyện của việc người đứng đầu nhà nước Triều Tiên bị lính đặc nhiệm của Trung Quốc ám sát. Đây chỉ là tin ngoài lề, câu chuyện được mô phỏng như sau. Vào lúc 5 giờ 30 giờ Bắc Kinh ngày 14 tháng 4, Kim Jong-un đã trực tiếp lái một chiếc máy bay trực thăng quân sự từ thủ đô Bình Nhưỡng đến dãy núi Tà Cô mà Trung Quốc gọi là dãy núi Trường Bạch.
Sau đó, nhà lãnh đạo này đã đứng dưới một căn hầm nửa chìm nửa nổi dùng ống nhòm quan sát thế trận đang diễn ra giữa quân đội hai nước Trung Quốc và Triều Tiên. Tính từ lúc ông đặt chân lên núi Tà Cô này khoảng 30 phút, ông đã trực tiếp đi đến các dãy thông giao thông hào do quân đội Triều Tiên đào lấp để tham quan lên kế hoạch cho cuộc chiến đấu. Đúng lúc ông định đáp máy bay trở về Bình Nhưỡng thì từ phía bên kia Trung Quốc, một viên đạn bắn tỉa đã bắn thẳng sang biên giới Triều Tiên về phía hướng ông. Đạn đã găm trúng ngực của nhà lãnh đạo nhưng rất may là cách tim chưa trúng vào tim và máy bay trực thăng đã nhanh chóng đưa ông về Bình Nhưỡng để cấp cứu. Rất may mắn, ông Kim Jong-un là viên đạn không trúng tim. Nó không theo ý muốn của kẻ nhắm bắn ông. Có lẽ khoảng cách quá xa. Lúc kẻ bắn ông, lúc bóp cò thì ông đã bắt đầu di chuyển. Bởi thế mà viên đạn đã trạch hướng ra khỏi tim của ông. Và hiện ông đang được cấp cứu. Và tình hình sức khỏe cũng chưa nguy nan quá nhiều. Cũng theo nguồn tin trên, chuyến bay của Kim Jong-un từ Bình Nhưỡng đến Trung Quốc không nằm trong lịch làm việc của ông. Ông chỉ quyết định bay đến biên giới, nơi đang có chiến sự xảy ra giữa quân đội giữa hai quốc gia Trung Quốc và Triều Tiên cách đó 2 giờ đồng hồ. Nhưng kế hoạch của ông vẫn bị bại lộ. Điều này chứng tỏ một điều rằng nội các của quan chức cao cấp Bình Nhưỡng chắc chắn có gián điệp của Trung Quốc cài cắm. Nếu không có gián điệp thì phía Trung Quốc không thể biết ông đã đến biên giới. Một điều khác cũng có thể lý giải trong nội các của Triều Tiên có gián điệp mới. Kẻ ngắm bắn nhắm vào duy nhất một mình ông Kim Jong-un, trong khi các tướng lĩnh vây quanh ông, không ai bị bắn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong nội các của Bình Nhưỡng, Triều Tiên cũng giống như nội các của Hà Nội, của Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Hiện tại thì tình báo Hoa Nam đang cài cắm dày đặc trong nội các của hai nước Cộng sản này. Vì vậy không có gì lạ nếu như các nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam cũng như nhà lãnh đạo Cộng sản của Triều Tiên đi đâu làm gì thì phía Cộng sản Trung Quốc đều biết rất rõ và nắm trong lòng bàn tay, và có muốn ra tay hay không đó là điều mà Trung Quốc quyết định cuối cùng, chứ không phải là Cộng sản Việt Nam hay Cộng sản Triều Tiên muốn mà được. Theo các chuyên gia quân sự nhận xét, bên kia đất Trung Quốc nằm trên dãy núi Tà Cô cách nơi ông đứng 2 km. Cự ly này, lính bắn tỉa vẫn có thể bắn trúng và hạ mục tiêu một cách chính xác. Nhưng với khoảng cách đó, kính quang học thu độ gần khoảng cách không chính xác được mục tiêu là ai. Tại sao kẻ bắn tỉa chọn đúng ông? Đó là một câu hỏi khá lớn. Rất có thể thông tin tình báo của Trung Quốc đã báo về những đặc điểm nhận dạng về ông. Chẳng hạn ông Kim Jong-un mặc áo gì, đội mũ gì hay có cầm theo ba tong hay không. Chỉ có những chi tiết cụ thể như thế thì lính bắn tỉa mới nhận rõ được mục tiêu và bắn hạ. Nguồn tin từ phía quân đội Triều Tiên còn khẳng định rằng rất có thể tên gián điệp đó ở rất sát với ngài chủ tịch nhà nước Triều Tiên, bởi lúc đó hắn xác định lại mục tiêu cho phía Trung Cộng, và một sự trùng lặp ngẫu nhiên. Trùng hợp ngẫu nhiên là đúng lúc ông Kim Jong-un chuẩn bị ra về thì bị bắn hạ. Tất cả những suy đoán trên đây đều đưa đến một kết luận rằng phía Trung Cộng đã cài cắm mật vụ vào bộ máy tối cao của nội các Triều Tiên để hạ thủ nhà lãnh đạo trẻ tuổi này. Cho đến 17 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng 4, ông Kim Jong-un đã hồi phục sức khỏe đến 80% và sẽ quay trở lại làm việc vào đầu tuần tới. Nhưng cũng có thể ông phải nghỉ ngơi khá lâu, và dự kiến các bác sĩ cho rằng nếu ông làm việc quá sớm và quá sức, vết thương của ông có thể sẽ tái phát và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Với tình trạng sức khỏe của Kim Jong-un, thực tế ông này rất béo và tình hình mỡ thừa trong người ông rất nhiều. Vì vậy, tình trạng mà mổ tim hoặc là làm bất cứ một cái gì đụng chạm đến dao kéo thì cái khối mỡ khổng lồ của ông Kim Jong-un có thể giết hại ông bất cứ lúc nào. Cũng chính vì lý do trên, ngài chủ tịch trẻ tuổi Kim Jong-un không có mặt trong buổi giỗ ông nội của mình vào ngày 15 tháng 4, cũng vắng mặt suốt từ hôm đó cho đến nay trong các sự kiện của đất nước Triều Tiên. Điều đó dấy lên mối nghi ngờ ông đã bị bệnh tật gì đó mà nhiều nguồn tin suy đoán trong mấy ngày qua.
Hiện nay biên giới Trung Triều vẫn là tâm điểm nóng tranh chấp khiến cho dư luận thế giới đang sục sôi theo dõi. Tất cả các quốc gia đều lo sợ một cuộc chiến ngoài mong đợi sẽ bùng phát từ đây. Với tính cách tham lam của Tập Cận Bình thì không bao giờ từ bỏ dã tâm xâm chiếm nước người. Còn với tính cách của Kim Jong-un thì bất chấp coi trời bằng vung. Nói thẳng một câu, Kim Jong-un là một tên chí phèo, không hơn không kém. Cả hai bên không bên nào chịu nhường nhịn bên nào thì thế chiến thứ ba có thể sẽ hiện ngay ra trước mắt. Nếu như Kim Jong-un thật sự đã khỏe lại thì điều này cả thế giới càng phải đáng lo lắng hơn. Vì sao? Vì sau khi khỏi bệnh, ông ta sẽ có thể làm một cuộc trả thù nhằm vào phía Trung Cộng. Khi mà Bình Nhưỡng sử dụng tên lửa hạt nhân thì phía Bắc Kinh chắc chắn cũng sẽ đáp trả bằng hạt nhân. Nhân loại thực sự đang lo sợ bị hủy diệt bởi hai kẻ khùng điên này. Chúng ta sẽ chờ đợi xem một vài ngày nữa khi mà Kim Jong-un khỏe mạnh trở lại và hắn sẽ xử lý Tập Cận Bình ra sao. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.